Bấm vào dấu cộng sau đó chọn văn bản. Bấm vào layer văn bản hoặc bấm vào ô văn bản, bạn được tùy ý nhập nội dung và tùy chỉnh. Phong chữ. Kích thước. Màu sắc. Và nhiều tùy chọn chỉnh sửa khác. đặc biệt bạn còn có thể chạy chữ cuộn ngang trong livestream